Năm 2020, anh Thái Xuân Biên, thôn An Thượng Ba, xã Sông An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, vào thành phố Hồ Chí Minh học hỏi kỹ thuật nuôi cấy mô cây lâm nghiệp. Bước đầu, mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp gia đình có thu nhập từ 1 đến 1,5 tỷ đồng trên năm. Kết thúc khóa đào tạo kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật do Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, anh Biên trở về địa phương bắt tay vào việc cải tạo, sửa chữa căn phòng cũ thành phòng thí nghiệm nuôi cấy mô và mua sắm trang thiết bị phục vụ công việc. Cuối năm 2021, anh Biên tiếp tục đầu tư 2,5 tỷ đồng mua sắm nội hấp, trang bị máy móc hiện đại và mở rộng 4 phòng chức năng gồm phòng pha môi trường, phòng cấy mô, phòng nuôi tăng trưởng và phòng huấn luyện cây với tổng diện tích hơn 400 m². Phòng nuôi cấy mô, phòng cấy mô để cho những công nhân cấy chiều sản xuất ra những số lượng cây ở diện tích phòng nuôi mỗi ngày. Thằng này sản xuất khoảng 10.000 cây giống để diện tích phòng nuôi. Để cho ra cây giống chất lượng, anh Biên chọn những chồi keo, bạch đàn khỏe mạnh, không sâu bệnh làm giống nuôi cấy. Sau khi nuôi cây tại các phòng thí nghiệm, cây mô được chuyển ra môi trường bán tự nhiên, làm quen với môi trường bên ngoài. Tiếp đến, cây được cẩn thận ươm vào từng bầu đất, phát triển bộ rễ, cây sẽ sinh trưởng phát triển thành cây giống khỏe mạnh. Theo anh Biên, cây cấy mô sau khi trồng có tốc độ sinh trưởng nhanh, đồng đều, ít sâu bệnh, thích hợp trồng rừng gỗ lớn, được thị trường ưa chuộng. Hàng năm, gia đình anh Biên cung ứng thị trường hơn 5 triệu cây giống keo, bạch đàn, mang lại thu nhập cao cho gia đình. Cây cấy mô ở phòng thí nghiệm, sau khi đưa ra vườn ươm, cấy vào bầu đất và chăm sóc khoảng cỡ thời gian 3 tháng, thì có được cái sản phẩm như thế này. Với cái giá bán thị trường, thì cây này khoảng trên 2.000 đồng một cây. Tính theo chuỗi liên kết từ phòng thí nghiệm ra vườn ươm, thì đến lúc xuất cây thì gia đình tôi mỗi năm có thu nhập khoảng trên một dao động từ 1 tỷ đến 1 tỷ rưỡi. Hiện nay vườn ươm và phòng thí nghiệm của anh Biên tạo việc làm thường xuyên cho 14 lao động địa phương với mức thu nhập 4 đến 7 triệu đồng trên người trên tháng. Tôi làm ở đây cũng được hơn một năm, tôi thấy công việc ở đây nhẹ nhàng, phù hợp với tôi. Từ lương tháng của tôi cũng được hơn 4 triệu một tháng. Với lương như vậy, thì cũng được. Tôi làm ở được gần nhà, đi lại cũng thuận tiện. Trên địa bàn xã Sông An hiện có hàng chục vườn ươm cây lâm nghiệp. Hầu hết vườn ươm tại địa phương phải nhập cây cấy mô từ các tỉnh phía Nam. Chỉ có anh Biên mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng, mua sắm trang thiết bị, mở phòng thí nghiệm nuôi cấy mô cây lâm nghiệp. Anh Biên là một trong những hội viên nông dân của xã, đã mạnh dạn đầu tư cái mô hình nuôi cấy mô trong phòng thí nghiệm khép kín cây lâm nghiệp. Bước đầu đem lại hiệu quả, cung ứng cây lâm nghiệp chất lượng cao cho các cái vườn ươm cây trên địa bàn, đồng thời mang lại cái nguồn thu nhập cao cho gia đình và tạo việc làm cho người dân tại địa phương.